Vâng, xin được tiếp tục với bản tin, à, một với một thông tin quan trọng. Thưa quý vị, những vụ tai biến liên tiếp do phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh chưa lắng xuống thì vừa có thêm một nữ bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở tại một phòng khám thẩm mỹ ở quận 2 của thành phố này. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Sở y tế hiện nay đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến cho người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch. Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 28 tuổi trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, ngày 7 tháng 11, người phụ nữ này đến làm đẹp tại một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2. Tại đây, sau khi tiêm thuốc kháng sinh, tiền phẫu, sửa mũi, từ 2 đến 3 phút sau, bệnh nhân trào máu mũi, miệng. Phía phòng khám đã liên hệ với trung tâm cấp cứu 115 nhờ hỗ trợ. Khi nhân viên cấp cứu có mặt, nữ bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, thực hiện các thủ thuật cấp cứu hồi sức tích cực giúp bệnh nhân có mạch trở lại rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện quận 2 để cấp cứu. Tại đây, khoảng 10 phút sau khi được bác sĩ tiếp tục được phục hồi sức cấp cứu, bệnh nhân dần tỉnh lại, có mạch và huyết áp. Tuy nhiên, người bệnh có biểu hiện bất dứt, kích thích vật vã. Các bác sĩ đã hội trần nhanh, chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ thuốc kháng sinh không rõ loại, theo dõi hội chứng suy hô hấp cấp. Bệnh viện quận 2 đã quyết định chuyển người bệnh tới bệnh viện trợ rẫy để được hồi sức cấp cứu, điều trị chuyên môn sâu. Thưa quý vị, có một tình tiết bất thường trong sự vụ này, đó là sự mâu thuẫn trong lời khai của một người đàn ông xưng là chồng của nạn nhân. Cụ thể, thì khi ekip cấp cứu của trạm cấp cứu vệ tinh 115 Bệnh viện quận 2 có mặt tại hiện trường vào lúc 11 giờ 55 phút, thì bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Các nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim phổi để bệnh nhân có mạch lại. Một người tự xưng là chồng bệnh nhân nói bệnh nhân bị cảm cúm, ho sốt, sổ mũi, được tiêm thuốc kháng sinh tại nhà, chứ không phải là phẫu thuật thẩm mỹ thấy lời khai có dấu hiệu gian dối, các bác sĩ yêu cầu phải cung cấp chính xác bệnh sử. Thì lúc này một nhóm khoảng 4 đến 5 người tiếp tục kéo đến, yêu cầu nhân viên y tế làm lại bệnh án theo ý họ là bệnh nhân truyền kháng sinh, thuốc bổ và hiện trường bị biến chứng là tại nhà. Tuy nhiên, phía bệnh viện lại không chấp nhận. Như vậy là chỉ trong một khoảng thời gian khoảng một tháng qua, thì ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp tai biến nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ. Các vụ tai biến đã cướp đi sinh mạng của ba bệnh nhân.